Play now.
mình rút tiền không được, hình như hết tiền trong thẻ mất rồi. Vậy tại sao cậu không nạp thêm tiền vào thẻ? Mình chỉ còn đúng 50k trong người thôi à. Trời, cậu còn có bấy nhiêu tiền trong người thôi á. Vậy tại sao cậu không tải app báo 24 giờ? Báo 24 giờ là gì thế? Đó là app đọc báo xem video có thể kiếm ra tiền. Mình vừa rút được 500k đây này. Chỉ cần đọc báo, xem video thôi. Hả? App này coi bộ có lý à nha. Để mình tải app ngay. Mình rút tiền không được, hình như hết tiền trong thẻ mất rồi. Vậy tại sao cậu không nạp thêm tiền vào thẻ? Mình chỉ còn đúng 50k trong người thôi à. Trời, cậu còn có bấy nhiêu tiền trong người thôi á. Vậy tại sao cậu không tải app báo 24 giờ? Báo 24 giờ là gì thế? Đó là app đọc báo xem video có thể kiếm ra tiền. Mình vừa rút được 500k đây này. Chỉ cần đọc báo, xem video thôi. Hả? App này coi bộ có lý à nha. Để mình tải app ngay. Ôi, nhà của bạn đẹp kia nha. Tới bây giờ mà bạn còn không biết mình có nhiều tiền lắm sao? Ôi, sao bạn hay vậy? Bạn tải app báo 24 giờ về đi. Đọc báo xem video để nhận xu. Sáng nay mình vừa rút thành công 500.000 luôn đó. Nè, đây là những thứ mình mua bằng tiền đổi được trên app báo 24 giờ nè. Ôi, để mình tải app báo 24 giờ về liền luôn nè. Để còn có tiền trang trí nhà cửa đẹp như nhà bạn nữa.